thì không có niềm vui nào bằng cái niềm vui sum họp gia đình. Hôm nay có một cái duyên may là đám giỗ của ba má thì có họp đủ mặt hết của gia đình Hồng Yến. Tôi là trưởng nữ, rồi kế là cô Hương, kế là dì Điệp, rồi kế là Út, rồi chắc hết. Thì hôm nay chắc là ba má ở trên trời vui lắm, phải không? Vì chúng mình đã gặp nhau rồi. Welcome, nhà Điệp đã tới lại xứ Mỹ 20 năm. Ủa nãy giờ con bây giờ chụp cá. Chụp. Phải không? Tại vì cái quay là khác, còn cái chụp là khác. Để ráp nói với nhau. Thành ra rồi cũng rất là vui mừng là đón chúng ta được có niềm vui hội ngộ và xin một tràng pháo tay để mà vui vẻ. Pháo tay Trần hả Trần? Thôi. Thôi rồi bây giờ đó thì mời quý vị cứ tự vừa ăn vừa nói chuyện vừa nhập tiệc. Rồi giờ lấy nước uống. Xin chụp giùm ha. Con nó hơi mờ. Ánh sáng. Dạ. Ánh sáng hơi mờ. Rồi thôi thì em lấy cho ổng đi ha. Rồi xong hết. Là mời sư bây giờ lấy hai cái nào chưa xài thì lấy ra cho nó chậm rãi. Hai cái này chưa xài. Cái ánh sáng nó làm hơi nó bị công. Dạ không có sao. Bao giờ mình sư ra sửa lại. Bây giờ ai uống nước gì? Nước đá. Đây. Stop. Bây giờ cái nào chưa xài thì